Kính thưa các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp ạ, bệnh viện Quốc Oai xin báo cáo bệnh án hội chẩn ạ. Bệnh án giới nam tuổi 21, địa chỉ Quốc Oai Hà Nội, ngày vào viện 7 giờ 30 ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020, ngày làm bệnh án 8 giờ ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020, lý do vào viện là khó thở ạ. Tiền sử bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 20 năm ạ, tăng huyết áp 2 năm, đang điều trị theo đơn Achabit, tiêm dưới da 6 giờ 20 đơn vị, 11 giờ 15 đơn vị. Bictat 30 70 tiêm dưới da 18 giờ 25 đơn vị ạ. Nachisam 1 viên uống ạ. Bệnh nhân phát hiện suy thận cách đây 2 năm, dùng thuốc theo đơn bệnh viện thận ạ. Cách đây 3 tháng thì có chỉ định chạy thận nhân tạo chu kỳ ạ. Creatinine nền là 423 micromol trên lít ạ. Bệnh sử 2 ngày trước vào viện bệnh nhân có khó thở nhiều, khó thở tăng dần, khó thở liên tục, khó thở cả hai thì, kèm ho khan, không đau ngực, mệt mỏi nhiều, không sốt, ăn uống kém, ngủ gà vào viện ạ. Tình trạng lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, mệt, khó thở ni ha ba, da môi tím nhẹ, niêm mạc nhợt, phù hai chi dưới, phù trắng mềm, ấn lõm ạ. Thể trạng trung bình, mạch 87 lần trên phút, huyết áp 130 trên 70 ạ. Nhiệt độ 37, SpO2 92, tim nhịp đều, T1, T2 rõ, phổi dì dào phế nang giảm, hội chứng ba giảm hai bên ạ. Bụng mềm, không trướng, vô niệu, van lách không to ạ. Xét nghiệm máu, công thức máu, hồng cầu 4,08, hemoglobin 110, tiểu cầu 209, bạch cầu 8,6 ạ, INR 1,07 ạ. Sinh hóa máu ure creatinine là 17,5 trên 858 ạ. Mức lọc cầu tận tính ra là 7,3 ml trên trên phút ạ. Điện giải đồ natri là 124 ạ, kali 4 ạ, clo 92 ạ. Albumin trên protein là 34 trên 62 ạ. Men gan bình thường ạ, đường máu 8,7 ạ. Acid uric 495 ạ. NT-proBNP 28.000 ạ. Brocalcitonin 0,25 ạ. CRB 28. Siêu âm màng phổi có dịch màng phổi phải 70 mm, dịch màng phổi trái 20 mm ạ. X quang ngực thẳng bóng tim to, rốn phổi hai bên, mở góc sườn hoành hai bên ạ. Điện tim nhịp xoang tần số 88 chu kỳ trên phút ạ. Siêu âm tim có hở hai lá nhẹ đến vừa, hở chủ nhẹ, không thấy rối loạn vận động vùng thất trái, hở ba lá vừa, áp lực động mạch phổi 50 mm ạ. EF 60% ạ. Chẩn đoán tràn dịch màng phổi hai bên, viêm phổi, suy tim, đợt cấp suy thận mạn, thận nhân tạo chu kỳ, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp ạ. Điều trị, hướng điều trị là chọc hút dịch màng phổi, kháng sinh, lợi tiểu, lọc máu chu kỳ, kiểm soát huyết áp, kiểm soát đường huyết ạ. Cụ thể tiến hành chọc hút dịch màng phổi trái dẫn lưu màng phổi số lượng 1.000 ml dịch vàng chanh ạ. Kháng sinh là cefobefat 1 gam nhân với 2 lọ ạ. Tiêm tĩnh mạch 1 lọ trên lần mỗi 12 giờ. Sivoflosacin 2 túi, truyền tĩnh mạch 1 túi trên giờ mỗi 12 giờ ạ. Lo sắc tăng 100 mg nhân 1 viên uống 8 giờ ạ. Insulin nhanh 40 đơn vị, tiêm dưới da 6 giờ 15 đơn vị, 11 giờ 30 10 đơn vị, 18 giờ 15 đơn vị ạ. Insulin 30 70 20 đơn vị, tiêm dưới da lúc 21 giờ ạ. Hiện tại sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh, đỡ mệt, đỡ khó thở, NIHA 2 đến 3, da niêm mạc kém hồng, không phù, không xuất huyết dưới da, mạch 98 lần trên phút, huyết áp 130 trên 70, tim đều, phổi gian nổ hai bên, bụng mềm, không chướng, vô niệu ạ. Xét nghiệm máu ngày mùng 4 tháng 8, hồng cầu 3,81, hemoglobin 104, bạch cầu 6,9, trung tính 76%, tiểu cầu 214 ạ. Ure creatinine là 17,7 trên 858 ạ. Điện giải đồ bình thường, CRB 15,8 ạ. Câu hỏi đặt ra xin được hội chẩn ạ. Chuẩn đoán điều trị trên bệnh nhân này đã hợp lý chưa ạ? Điều trị suy tim tối ưu trên bệnh nhân này như thế nào ạ? Các nhóm thuốc điều trị suy tim ở bệnh nhân suy thận mạn có lọc máu chu kỳ và không lọc máu chu kỳ khác nhau như thế nào ạ? Được khởi trị như thế nào và cần lưu ý gì ạ? Xin chân thành cảm ơn sự chú ý của quý thầy cô và đồng nghiệp ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Các cái câu hỏi rất là tổng hợp đúng không ạ? Xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Trang sẽ tư vấn cho các bạn. Dạ vâng ạ. Kính thưa phó giáo sư tiến sĩ.
mà suy thận suy thận đợt cấp suy thận mạn. Thế thì các bạn đã tiến hành tráo hút dịch màng phổi này, chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân và điều trị suy tim và những cái bệnh kèm theo ở bệnh nhân này. Thì về câu hỏi thứ nhất ở bệnh nhân đó là cái chẩn đoán của các bạn như thế nào, thì ở đây cái chẩn đoán của các bạn thì tôi còn băn khoăn ở cái chỗ là chẩn đoán viêm phổi, bởi vì là bệnh nhân này không có sốt đúng không ạ, vào viện trong bệnh cảnh là tràn dịch màng phổi. Cái dịch màng phổi thì các bạn cũng chưa chọc hút rồi nhưng mà cũng chưa xét nghiệm để xem đấy là cái dịch gì đúng không. Với cái thứ hai nữa về xét nghiệm thì bạch cầu thì không tăng, CRP chỉ tăng nhẹ thôi. Lâm sàng và xét nghiệm thì hiện tại thì chúng tôi đang chưa nghĩ đến một cái bệnh cảnh của viêm phổi. Ở đây các bạn dùng đến hai loại kháng sinh thì cái chỗ này chúng ta cũng cần phải xem xét lại một chút. Còn cái câu hỏi tiếp theo của các bạn là về điều trị suy tim ở những bệnh nhân, ở bệnh nhân này, bệnh nhân thận nhân tạo, và đồng thời với cái câu hỏi thứ hai nói chung về điều trị suy tim so với các bệnh nhân mà không lọc máu chu kỳ thì như thế nào. Thì ở những bệnh nhân mà thận nhân tạo mà có suy tim ấy, thì chúng ta sẽ phải điều trị suy tim để giúp kéo dài cái thời gian sống và giảm cái nguy biến cố tim mạch của bệnh nhân. Tuy nhiên thì các cái dữ liệu hiện nay thì còn rất là hạn chế về cái hiệu quả cũng như là độ an toàn của các biện pháp phòng ngừa và điều trị suy tim ở những nhóm bệnh nhân này. Thì xin được chia ra một số các nhóm suy tim thông thường hiện nay, đó là suy tim phân suất tuần máu giảm, giảm nhẹ, và phân suất tuần máu bảo tồn. Thì đối với những bệnh nhân mà suy tim phân suất tuần máu giảm thì điều trị sẽ chủ yếu là bao gồm sẽ kết hợp giữa chạy beta giao cảm, chủ yếu ở đây là carfedilone vì đây là cái thuốc mà đã được có nhiều bằng chứng nhất ở cái nhóm mà bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ, và có thể kết hợp với lại ức chế men chuyển hoặc là ức chế thụ thể. Còn nhóm acne thì do thiếu những bằng chứng về việc sử dụng sacubitril valsartan ở những bệnh nhân lọc máu, thế nên là những nhóm thuốc này thì không được khuyến cáo sử dụng thường xuyên ở đối với nhóm bệnh nhân này. Còn cái nhóm nữa là nhóm kháng aldosterone, thì những bệnh nhân lọc máu có triệu chứng dai dẳng của suy tim mặc dù đã điều trị với các cái thuốc chặn beta và ức chế men chuyển, mà vai trò cái vấn đề là bổ sung một cái thuốc kháng aldosterone ấy thì nó vẫn chưa được chắc chắn về cái hiệu quả và độ an toàn của nó. Cũng có một số cái chuyên gia thì đề xuất rằng là có thể sử dụng kháng aldosterone ở những bệnh nhân mà lựa chọn mà với kali ban đầu dưới 5 và tuân thủ theo dõi cẩn thận kali máu và các cái thử nghiệm lâm sàng để đánh giá hiệu quả và độ an toàn của liệu pháp bổ sung kháng aldosterone ở những bệnh nhân suy tim phân suất tuần máu giảm mà có lọc máu thì đang được tiến hành. Một nhóm nữa đó là nhóm ức chế SGLT2 thì cũng chưa được tiến hành ở những bệnh nhân mà chạy thận nhân tạo chu kỳ. Thuốc đây là một thuốc mới và cũng có hứa hẹn nhiều triển vọng. Tuy nhiên thì hiện nay cái chỉ định điều trị đang dừng ở mức là cầu thận eGFR là lớn hơn bằng 20 ml trên phút trên 1.73 m². Đó. Còn đối với những bệnh nhân mà suy tim phân suất tuần máu giảm nhẹ thì cũng tương tự như những bệnh nhân mà có phân suất tuần máu giảm EF dưới 40%. Còn đối với những bệnh nhân mà suy tim phân suất tuần máu bảo tồn, tức là EF trên 50% như bệnh nhân này của các bạn, thì các biện pháp chung ở đây chủ yếu đó là kiểm soát về tăng huyết áp và kiểm soát về thể tích sẽ là quan trọng nhất trong cái điều trị mà suy tim phân suất tuần máu bảo tồn ở những bệnh nhân mà chạy thận. Thế thì về cái kiểm soát thể tích thì ở đây nếu như mà bệnh nhân còn một lượng nước tiểu đáng kể thì có thể sử dụng lợi tiểu quai, còn nếu không thì chúng ta chỉ có thể sử dụng là lọc máu. Ở bệnh viện của các bạn đang có lọc máu chu kỳ đúng không ạ? Và cái biện pháp thứ hai đó là điều trị tăng huyết áp của những bệnh nhân mà chạy thận nhân tạo thì có một số các biện pháp như là hạn chế nước muối, lọc máu để giảm cái trọng lượng khô của bệnh nhân, có thể giảm cái lari ở dịch lọc và sử dụng những cái thuốc hạ áp. Thì đối với các nhóm thuốc tăng huyết áp ngoài lợi tiểu ra thì cũng có những cái tác dụng ở trên những cái bệnh nhân tăng huyết áp mà thận nhân tạo. Tuy nhiên thì chúng ta không có cái dữ liệu để khẳng định là tác nhân nào sẽ là cái tác nhân tối ưu để lựa chọn trong trường hợp này. Thế thì có một số cái thuốc mà được khuyến cáo theo cái ý kiến của chuyên gia, ví dụ như là chặn beta giao cảm vì nó có những cái lợi ích độc lập ở trên tim mạch và có nhiều bằng chứng nhất ở những bệnh nhân lọc máu như chúng tôi đã nói, đó là ví dụ như carfedilone chẳng hạn. Nhóm thứ hai đó là ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, thì ở những bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân có phì đại thất trái chẳng hạn, mặc dù cái quy mô thử nghiệm thì còn hạn chế, tuy nhiên thì cái nhóm thuốc này cũng được sử dụng ở những bệnh nhân mà tăng huyết áp chạy thận nhân tạo. Chú ý cái tình trạng này tăng kali máu và có thể có giảm tác dụng của các thuốc kích thích tạo hồng cầu. Nhóm thứ ba là chặn kênh canxi thì có lẽ là cái nhóm được kê rộng rãi nhất ở những bệnh nhân mà thận nhân tạo đúng không ạ? Ví dụ như là amlodipine 5 đến 10 mg một ngày, thì bởi vì cái dược động học của thuốc thì không thay đổi ở những bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo, vì vậy nên chúng ta không cần phải bổ sung hoặc là chỉnh liều sau lọc máu. Kháng aldosterone thì chúng tôi đã nói thì vẫn còn tranh cãi bởi vì là chưa đủ bằng chứng. Còn các cái thuốc chủ vận giao cảm trung ương chẳng hạn như là methinopa thì ít được sử dụng hơn vì cái tác dụng phụ của chúng liên quan đến cái hệ thần kinh trung ương.
đó là một số những cái nội dung chính về điều trị suy tim mà đối với những bệnh nhân mà chạy thận nhân tạo chu kỳ. Thì cái bệnh nhân này của các bạn ấy thì lúc trước cũng có cái slide gửi cho tôi thì cũng có sử dụng là amlodipine kết hợp với lại methindopa đúng không ạ? Và nếu như mà có thể thì các bạn có thể chuyển thành methindopa, và hôm nay các bạn đã chuyển sang thành losartan đúng không ạ? Và chúng ta có thể theo dõi lâu dài bệnh nhân này và điều trị nội khoa cũng như là điều trị những cái bệnh lý kèm theo của bệnh nhân. Đó là những ý kiến của tôi ạ. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Quỳnh Trang. Xin mời các bạn có câu hỏi gì nữa không? Hoặc có các đồng nghiệp chúng ta có ý kiến gì không? Chuyên gia em không hỏi ạ. Vâng, xin mời bác sĩ. Xin hỏi là bệnh nhân này ăn buổi tối, ăn buổi đêm ạ? Hay sao mà mình lại chạy tiêm insulin mix 21 giờ nhất ở trên một bệnh nhân suy thận chạy đấy, thì thành ra các bạn nên chú ý cẩn thận. Nếu bệnh nhân không ăn đêm thì bệnh nhân sẽ có thể dễ bị hạ đường huyết vào tầm khoảng 3-4 giờ sáng, và đến sáng sớm thì nó lại bị tăng giả tạo lại, mà chúng ta lại chỉnh không được. Các bạn trả lời đi ạ. Dạ, do hiện tại bọn em không có lan tốt nên là bọn em dùng insulin hỗn hợp thế thay thì các cho bạn nên chuyển thành là insulin nhanh 2 bữa sáng chiều và một mũi mix vào buổi chiều, hai bữa sáng trưa và một mũi mix vào buổi chiều thì đấy là còn hợp lý hơn. Chứ còn lại là không, ra không nên tiêm, bởi vì trong cái thành phần này có 30% nhanh, như vậy các bạn sẽ có 7 đơn vị nhanh trước khi đi ngủ mà không có một cái gì ăn cả ở một bệnh nhân suy thận, vốn dĩ bình thường là ăn uống đã kém rồi. Đấy thì các bạn phải chú ý đấy. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Còn ai bổ sung nữa không? Chị Nga có ý kiến gì không? Chuyên gia về suy tim. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Các bạn không hỏi gì nữa thì xin sang bệnh án cuối cùng. Bệnh án của Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng.